Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ năm, ngày 21 tháng 11 năm 2024. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Thứ năm lại đến và cuối tuần rồi Loan ơi. Ừ. Chiều ngày mai ngày thứ sáu, Lộc và Loan cùng với anh JD sẽ có một buổi livestream ca nhạc nho nhỏ gửi tặng quý vị. Với chủ đề là tạ ơn. Xin quý vị hãy gửi những lời yêu cầu và nhóm Tâm Ca Bất Chấp sẽ gửi những bài hát đến quý vị. Và sau bản tin chính, có một quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Tập thể dục nhịp điệu nhiều hơn ở tuổi trung niên và tuổi già có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ bao gồm cả bệnh Alzheimer. Bảy người ở Westminster, miền Nam California được phát hiện nhiễm vi trùng hô hấp Legionnaire. FBI bắt kẻ âm mưu đánh bom thị trường chứng khoán New York. Người đàn ông muốn mở cửa phi cơ khi đang bay bị bắt giữ trên chuyến bay American Airlines. Quận CA miền Nam California mời quyên góp từ thiện trong lễ tạ ơn năm nay. California hàng ngàn y tá ở các bệnh viện hệ thống UC đình công. Thị trưởng thành phố New York Eric Adams chọn ủy viên sở vệ sinh làm ủy viên sở cảnh sát cho New York PD. Dân biểu Matt Gates rút khỏi đề cử làm bộ trưởng tư pháp của tổng thống đắc cử Donald Trump. Người nhập cư đang tìm cách ồ ạt vào Mỹ trước khi tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Nền tảng S của tỷ phú Elon Musk kiện California vì luật AI nhắm vào deepfake, nội dung bầu cử lừa đảo. Tổng giám đốc Delta Airlines nói tổng thống đắc cử Donald Trump nới luật kinh doanh tạo ra một luồng gió mới. Fast Company của Hoa Kỳ đã ra mắt bình điện EV chạy được 1.000 dặm. Bị chó rượt, sư tử núi phải phóng lên cây chờ cảnh sát cứu ở Tustin, California. Anh quốc cắt giảm vũ khí mức độ lớn, có thể tiết kiệm được 600 triệu đô la. Liên Hiệp Quốc phản đối Ukraine sử dụng miền chống người do Hoa Kỳ cung cấp. Nga nói rằng căn cứ hỏa tiễn của Mỹ ở Ba Lan đã được đưa vào danh sách các mục tiêu có thể bị Nga tấn công viên chức phương Tây nói rằng Nga không sử dụng ICBM tấn công Ukraine. Hãng hàng không Ryanair dọa cắt chuyến bay nếu chính phủ Pháp tăng thuế gấp 3 lần. Tin tức liên quan tình hình tại Trung Đông Công dân Hoa Kỳ trong số 4 người thiệt mạng ở Lào nghi là do ngộ độc rượu. Trung Quốc chạy đua tích trữ chip từ Mỹ trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump gia tăng lệnh trừng phạt. Tin Việt Nam, cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị phạt cảnh cáo, cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị bệnh nên chưa xét xử. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, tập thể dục nhịp điệu nhiều hơn ở tuổi trung niên và tuổi già có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ bao gồm cả bệnh Alzheimer. Một nghiên cứu mới cho biết, nghiên cứu của chúng tôi nhấn mạnh vai trò quan trọng của thể lực tim mạch trong việc giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, ngay cả đối với những người có nguy cơ dễ mắc bệnh Alzheimer nhà giáo sư tại trung tâm nghiên cứu lão khoa của viện Karolinska ở Stockholm cho biết, sự khuyến khích tập thể dục dần dần là một cách thiết thực và có ảnh hưởng đến cho sức khỏe của não bộ trong nhiều nhóm dân số khác nhau, tác giả của nghiên cứu cho biết. Nhìn chung, những người có hệ thống tim mạch tốt nhất, có chức năng nhận thức tốt hơn và chỉ có 0,6% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, tương đối dài hạn so với những người không khỏe mạnh. Một lợi ích giúp trì hoãn sự khởi phát của chứng mất trí nhớ trong một năm rưỡi, theo nghiên cứu. Sức bền bỉ của tim mạch được phát triển thông qua các bài tập aerobic thường xuyên, giúp gia tăng hấp thụ oxy trong phổi và tim, đồng thời giúp mọi người giữ các hoạt động cường độ cao trong thời gian dài mà không bị mệt mỏi. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người có nguy cơ dễ mắc bệnh Alzheimer có lợi ích thậm chí còn lớn hơn. Những người có sức bệnh bị tim mạch cao nhất có nguy cơ mắc bệnh tương đối thấp hơn 35%. Gen di truyền không phải là số phận của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có thể đưa ra những lựa chọn chủ động để giúp giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại gen di truyền của mình. Nghiên cứu này cũng cho thấy rõ điều đó. Tiến sĩ thần kinh học phòng ngừa Richard Isaacson, giám đốc nghiên cứu tại viện bệnh thoái hóa thần kinh ở Florida, người không tham gia vào nghiên cứu cho biết: "Tôi luôn xem trọng việc tập thể dục như một loại thuốc kỳ diệu có tác dụng gia tăng trí não." Isaacson đã cho biết trong email trong nghiên cứu này, chỉ riêng thể lực cao hơn đã trì hoãn sự khởi phát của chứng mất trí nhớ trong một năm rưỡi. Chúng ta có thể làm tốt hơn nữa bằng cách tuân theo việc ăn uống lành mạnh, kiểm soát cholesterol, huyết áp và lượng đường trong máu, kiểm tra thính lực, thị lực thường xuyên và ưu tiên cho giấc ngủ. Bảy người ở Westminster, miền Nam California, được phát hiện nhiễm vi trùng hô hấp Legionnaire. Ngày thứ Tư 20 tháng 11, các viên chức cơ quan chăm sóc sức khỏe của Orange County OCHCA công bố 7 cư dân Westminster nhiễm bệnh Legionnaire, một căn bệnh liên quan đến đường hô hấp, khuyến cáo các chủ doanh nghiệp và chủ nhân bất động sản kiểm tra hoạt động quản lý nguồn nước của mình, đài KNS News đã đưa tin. Bảy bệnh nhân nhiễm bệnh sống ở một khu vực mạng tây bắc trong thành phố. Các viên chức của OCHCA đang cố gắng truy tìm nguồn lây nhiễm tập trung vào khu vực của tháp giải nhiệt, hồ bơi, spa hoặc các nguồn nước khác, vì vi trùng Legionella phát triển mạnh trong môi trường nước ấm. Bệnh Legionella thường lây lan từ việc hít phải các giọt nước trong không khí từ các nguồn lây nhiễm, các giọt sương tỏa ra từ tháp giải nhiệt, bồn tắm nước nóng hoặc đài phun nước trong công viên. Legionnaire không thể lây qua từ người sang người. Bệnh Legionnaire có thể được điều trị bằng thuốc trụ sinh, đồng thời gây ra các triệu chứng liên quan tới viêm phổi như là sốt, ho, khó thở, nhức mỏi cơ bắp, nhức đầu, tức ngực và buồn nôn hay tiêu chảy. Trong 5 năm qua, tổng số trường hợp nhiễm bệnh tăng đều đặn. Từ 66 người vào năm 2019, 92 người vào năm 2023 và 82 người cho tới thời điểm này trong năm nay. Giới chức nhấn mạnh rằng cư dân của Westminster sẽ gặp phải rủi ro nhưng không đáng kể, đồng thời khuyến cáo rằng thể thấy trong người có các triệu chứng đó thì nên gặp bác sĩ. Bệnh Legionnaire ảnh hưởng nặng đến những người từ 50 tuổi trở lên hoặc với những người nào có hệ thống miễn dịch suy yếu hoặc có vấn đề về hô hấp mãn tính như là hèn xuyển. Giới chức khuyến cáo chủ sở hữu bất động sản, doanh nghiệp nên kiểm tra các tháp giải nhiệt, bồn tắm nước nóng hoặc đài phun nước để bảo đảm rằng tất cả đều được sạch sẽ và được khử trùng. Các vật dụng đó nên được bảo dưỡng thường xuyên và được kiểm tra xem có nhiễm vi trùng Legionnaire hay không. FBI bắt kẻ âm mưu đánh bơm thị trường chứng khoán New York Các đặc vụ thuộc cơ quan điều tra liên bang FBI bắt giữ một người đàn ông Florida liên quan đến âm mưu đánh bơm thị trường chứng khoán New York NYSE theo hồ sơ tội phạm công bố ngày thứ tư, 20 tháng 11. Cư dân ngụ tại miền nam Florida, Harren Aldo Malik. Jenner đã bị buộc tội âm mưu dùng chất nổ để phá hoại hoặc gây hư hại cho một tòa nhà được sử dụng trong hoạt động thương mại liên bang, theo hồ sơ tòa án đệ trình tại tòa sơ thẩm địa hạt miền nam Florida. FBI đã bắt đầu điều tra Jenner vào tháng 2 sau khi nhận được tin báo rằng bị cáo đang giữ sơ đồ chế tạo bom trong một nhà kho không khóa cửa tòa lạc ở Coral Springs, Florida. Các đặc vụ đã tống đạt trác lục soát và tìm được nhiều đồng hồ có bộ đếm thời gian, bản mạch điện tử và các dụng cụ điện tử khác trong kho, theo hồ sơ tòa án. Watch là cơ quan truyền thông đầu tiên đưa tin về vụ bắt giữ này. Bị cáo nói với một người đưa tin mật rằng anh ta muốn đầu quân cho một lực lượng dân quân. Sau đó, bị cáo đã gặp gỡ các đặc vụ FBI chìm theo hồ sơ tòa án, đồng thời yêu cầu họ cung cấp cho bị cáo hình ảnh tại NYSE và các vật dụng khác trong đó có cả ngồi nổ. Hồng giúp anh ta xác định đúng địa điểm để đặt bơm. Có một nơi dễ đánh bơm, đó là thị trường chứng khoán. Tôi sẽ cho nó nổ tan tành. Hàng vạn người sẽ súng lại tung hồ. Họ sẽ chứng kiến vụ nổ và nghĩ rằng tôi có lý. Họ sẽ thay nhau chửi rủa thị trường chứng khoán vì đó là nơi bòn rút tiền bạc của họ. Nên đây sẽ là một phi vụ để đời. Anh ta được cho là đã nói với các đặc vụ chìm vào tháng trước. Tôi còn muốn tới New York để tự tay đặt bom." Đây được cho là lời của bị cáo nói, bản khai hữu thể cho biết bị cáo âm mưu cải trang và sẽ gửi một thông điệp được ghi âm sẵn cho báo chí nêu rõ lý do thực hiện vụ tấn công. Theo bản khai hữu thể, bị cáo nói với các đặc vụ rằng, đánh bom sẽ mạnh như một trái bom nguyên tử nhỏ và tất cả những gì bên ngoài tòa nhà sẽ thành tro bụi và bất cứ ai bên trong đều sẽ chết. Các nhà điều tra cho biết, General Từng nhiều lần tìm kiếm trên mạng xã hội và lan truyền ít nhất là 10 đoạn phim hướng dẫn chi tiết cách chế tạo thuốc nổ và pháo nổ từ các vật dụng trong gia đình, cũng như các đoạn phim hướng dẫn cách chế tạo các chất kích hoạt liên quan đến bẫy và thuốc nổ. Các đặc vụ FBI cho biết, nguyên nhân làm bị cáo muốn đánh bom NYSE là nhằm khởi động lại hoặc tái thiết chính phủ Hoa Kỳ. Như đã tố cáo, bị cáo còn nói với các đặc vụ rằng anh ta còn nghĩ tới chuyện đầu quân cho ISIS, nhưng quyết định không tham gia vào năm 2015 vì tin rằng ISIS cuối cùng sẽ không thành công trong việc đạt được mục tiêu. Cho tới ngày 12 tháng 11, các nhà điều tra cho biết Jenner đã ghi âm lại các yêu cầu và lý do thực hiện vụ tấn công. Tôi cảm thấy mình giống như Bin Laden, bị cáo đã nói người đàn ông muốn mở cửa phi cơ khi đang bay bị bắt giữ trên chuyến bay American Airlines. Theo đài truyền hình ABC WFAA, nơi đã có được báo cáo của cảnh sát, một số hành khách của chuyến bay American Airlines đã khống chế một người đàn ông vô cùng kích động. Người này đang cố gắng mở cửa cabin giữa không trung trong chuyến bay từ Milwaukee đến phi trường Dallas Fort Worth vào ngày thứ ba. Người đàn ông này đã rời khỏi chỗ ngồi của mình đến gần một chiêu đãi viên hàng không và khăng khăng rằng ông ta cần phải xuống phi cơ. Khi người chiêu đãi viên nói rằng ông ta không được phép làm như vậy, ông ta ngày càng tức giận đã lao vào người chiêu đãi viên và đánh họ. Ông ta định lao vào cửa Do MacRae, một trong ba hành khách đã ngăn chặn nói với ABC News. Vì vậy, tôi túm lấy anh ta từ phía sau và giữ anh ta, không cho anh ta kéo cái cửa. Sau đó, ba người hành khách đã trói tay và chân của người đàn ông này bằng băng keo và giữ chặt ông ta xuống sàn trong suốt thời gian còn lại của chuyến bay. Ông ta đã được đi kiểm tra sức khỏe tâm thần sau khi hạ cánh, trong khi American Airlines đã đưa ra tuyên bố cảm ơn các chiêu đại viên và hành khách của mình vì đã giải quyết được một tình huống rất khó khăn. Quận ca miền Nam California mời quyên góp từ thiện trong lễ tạ ơn năm nay một tổ chức phi lợi nhuận đang tìm kiếm sự giúp đỡ của công chúng để giải quyết nhu cầu cấp thiết về các khoản quyên góp thực phẩm, giúp nuôi sống vô số gia đình đang gặp khó khăn. Hiện tại, Orange County Rescue Mission đang kêu gọi cộng đồng giúp đỡ cung cấp thực phẩm cho bữa tối lễ tạ ơn thường niên lần thứ 42 của tổ chức này. Orange County Resume Mission sẽ cung cấp thực phẩm cho hơn 280 người, đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô gia cư, sống trong khuôn viên Village of Hope trong bữa tối. Hiện tại, OCRM đang rất cần gà tay tươi hoặc đông lạnh nguyên con, trái cây đóng hộp, rau củ hỗn hợp đông lạnh, đậu xanh đông lạnh, bắp đông lạnh và cà rốt đông lạnh, đường trắng dạng hạt và đường nâu. Những hàng khô như là bánh cookie, pudding hoặc là hỗn hợp thạch jello. Quý vị có thể đem đến làng Village of Hope của Orange County Rescue Mission ở địa chỉ số 1 Hope Drive ở Tustin. Kho quyên góp mở cửa hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Để biết thêm tin tức, xin quý vị hãy vào website www.rescuemission.org. California, hàng ngàn y tá ở các bệnh viện hệ thống UC đình công. Hàng ngàn nhân viên chăm sóc sức khỏe ở các bệnh viện của UC đã bắt đầu cuộc đình công kéo dài 2 ngày khắp California vào thứ tư. Các nhân viên dịch vụ tuyến đầu và chăm sóc bệnh nhân UC đình công ngày 20 và 21 tháng 11 để phản đối việc mặc cả thiếu thiện chí và các hoạt động lao động không công bằng của UC. Công đoàn AFSCME Local 3299 đã đăng trên trang web của mình công đoàn tuyên bố rằng các đại diện của UC đã đàm phán bất hợp pháp khiến cho người lao động không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đình công. Một số trong hơn 37.000 nhân viên chăm sóc sức khỏe của UC đình công lúc 6 giờ sáng bên ngoài trung tâm y tế Ronald Reagan UCLA ở Westwood. Nói với KTLA rằng họ đang sống dựa vào tiền lương. Một phụ nữ cho biết cô kiếm được ít hơn một nhân viên bán thức ăn nhanh. Chúng tôi phải mạo hiểm mạng sống của mình mỗi ngày khi đi làm và chúng tôi vẫn đến nhưng chúng tôi không kiếm được tiền. Thật căng thẳng, Jennifer cho biết vào sáng ngày thứ tư, đại học đã phủ nhận các cáo buộc các chiến thuật về mặt cả không công bằng và cho biết họ đã đề nghị tăng lương lên 25 đô la một tiếng trên toàn hệ thống vào ngày 1 tháng 7 năm 2025. Họ đổ lỗi cho các viên chức công đoàn vì đã tuyên bố bế tắc, mặc dù họ rõ ràng muốn tiếp tục đàm phán các điều khoản hợp đồng thị trưởng thành phố New York Eric Adams chọn ủy viên sở vệ sinh làm ủy viên sở cảnh sát cho New York PD. Thị trưởng thành phố New York đã chọn Jessica Tick, ủy viên hiện tại của Sở Vệ sinh thành phố New York, làm ủy viên cảnh sát cho cảnh sát của thành phố New York vào ngày thứ Tư, để bảo đảm người dân New York có thể phát triển mạnh mẽ tại thành phố của chúng ta. Chúng ta cần một người đứng đầu mạnh mẽ, dày dạng kinh nghiệm, người sẽ tiếp tục đẩy lùi tội phạm và bảo đảm người dân New York được an toàn và cảm thấy an toàn. Và tôi không thể nghĩ ra một người nào có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn ủy viên Jessica Tick. Ông Adam đã nhận xét trong một tuyên bố. Tick chưa bao giờ làm cảnh sát và là người phụ nữ thứ hai được bổ nhiệm vào vị trí này. Dân biểu Matt Gates rút khỏi đề cử làm bộ trưởng tư pháp của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Cựu dân biểu Matt Gies, thuộc đảng Cộng hòa Florida, người đã được Tổng thống đắc cử Trump đề cử làm bộ trưởng bộ tư pháp, vừa tuyên bố rút lui khỏi sự đề cử này, theo như ông viết trên mạng X. Vào ngày thứ Năm, ngày 21 tháng 11, tôi có các cuộc họp tuyệt vời với các thượng nghị sĩ ngày hôm qua. Tôi trân trọng các ý kiến của họ và ủng hộ của nhiều vị. Ông Gaetz viết trên X, trong khi tôi có được rất nhiều ủng hộ, rõ ràng sự chuẩn thuận của tôi sẽ là một trở ngại lớn không công bằng cho sự chuyển giao quyền hành của chính quyền Trump Vance. Chúng ta không nên lãng phí thời gian trong lúc này, vì thế tôi sẽ rút lui khỏi sự đề cử tôi vào chức vụ Bộ trưởng Tư pháp. Bộ Tư pháp của Tổng thống đắc cử Donald Trump phải vào vị trí và sẵn sàng vào ngày đầu tiên. Tôi cam kết hoàn toàn để thấy rằng Donald J. Trump là Tổng thống thành công nhất trong lịch sử. Tôi sẽ mã mãi vinh dự khi Tổng thống Donald Trump đề cử tôi làm người đứng đầu Bộ Tư pháp, và tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ cứu nước Mỹ. Người nhập cư đang tìm cách ồ ạt vào Mỹ trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Đoàn di cư khởi hành lúc 5 giờ sáng gồm những người di cư từ Trung và Nam Mỹ, đi bộ từ Tabachula đến thị trấn Hohutin, biên giới Mexico và Hoa Kỳ những người di cư hy vọng chương trình tị nạn cbp one của chính quyền tổng thống biden sẽ tiếp tục được giữ trong những tuần sắp tới trước khi tổng thống đắc cử trump nhậm chức và giúp họ vào được mỹ đây là chương trình giúp cho người nhập cư ở mexico có thể đặt lịch hẹn với cơ quan quan thuế và biên phòng hoa kỳ sau đó đến một trong tám cửa khẩu dọc biên giới để nhận giấy phép nhân đạo cho phép họ vào mỹ hợp pháp và được làm việc để kiếm sống trong hai năm trong lúc chờ giới thực hiện quy trình giải quyết đơn xin tị nạn theo đạo luật nhập cư và quốc tịch hoa kỳ Số liệu từ PPP cho thấy, tính đến tháng 8, khoảng 800.000 người nhập cư, chủ yếu là từ Haiti, Mexico và Venezuela, đã vào Mỹ thông qua chương trình cpp One. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã nhiều lần lên án chương trình này và chỉ trích những người nhập cư trái phép. Nền tảng X của tỷ phú Elon Musk kiện California vì luật AI nhắm vào deepfake, nội dung bầu cử lừa đảo. S đã kiện California về luật mới của tiểu bang nhắm vào nội dung bầu cử lừa đảo do AI tạo ra, với lý do vi phạm quyền bảo vệ quyền tự do ngôn luận của tù chánh án thứ nhất, được biết đến với tên gọi Đạo luật bảo vệ nền dân chủ khỏi sự lừa đảo bằng kỹ nghệ tiếp phép 2024, luật này yêu cầu các công ty truyền thông xã hội phải chặn và xóa nội dung có tính lừa dối đáng kể liên quan đến bầu cử và ứng cử viên bắt đầu từ 120 ngày trước cuộc bầu cử ở California, cũng như 60 ngày sau cuộc bầu cử nếu nội dung đó liên quan đến các viên chức bầu cử. Biện pháp này cũng buộc các nền tảng trực tuyến phải dán nhãn nội dung defect là không xác thực và thiết lập các thủ tục để cư dân California báo cáo nội dung không tuân thủ. Thống đốc Gavin Newsom đã ký dự luật 26, năm của Hội đồng Thành luật vào tháng 9. Một trong ba dự luật đã nhận được chữ ký của ông trong năm nay nhằm mục đích trấn áp các cuộc bầu cử AI Defect. Các luật mới phải ngay lập tức đối mặt với những thách thức pháp lý. Đơn khiếu nại do S đệ trình lên Tòa án Liên bang Sacramento vào ngày thứ Năm cho rằng luật này sẽ dẫn đến tình trạng kiểm duyệt rộng rãi các bài phát biểu chính trị theo đợt khí này được Bloomberg News đưa tin lần đầu, có một lịch sử lâu dài về sự bảo vệ mạnh mẽ nhất của tu chinh án thứ nhất đối với những lời chỉ trích các viên chức chính phủ và ứng cử viên cho chức vụ công, bao gồm cả việc dùng thứ cho những lời nói có thể sai sự thật được đưa ra trong bối cảnh của những lời chỉ trích như vậy. Vụ kiện diễn ra chỉ vài tuần sau khi một thẩm phán liên bang ban hành lệnh cấm sơ bộ đối với một biện pháp liên quan AB 2839 cho phép bất cứ người nào khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do deepfake trong cuộc bầu cử. Thẩm phán liên bang John A. Mendes cho biết, mặc dù trí tuệ nhân tạo và deepfake gây ra những rủi ro đáng kể, nhưng luật này có thể vi phạm tu chánh án thứ nhất Lệnh cấm được đưa ra sau khi một người tạo video nhại lại bao gồm các âm thanh đã thay đổi của Phó Tổng thống Harris để đơn kiện đòi kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận và nói rằng luật sẽ cho phép bất cứ ai thực hiện hành động pháp lý đối với nội dung mà họ không thích. Một trong những video của người này được ông Musk chia sẻ trên X khiến cho Newsom phải đáp trả bằng cách tuyên bố sẽ cấm nội dung đó. Văn phòng của Newsom cho biết luật chống lại nội dung bầu cử do AI tạo ra không cấm châm biếm và nhại lại, nhưng yêu cầu phải tiết lộ việc sử dụng AI để hiển thị. Tổng giám đốc Delta Airlines nói Tổng thống đắc cử Donald Trump nới luật kinh doanh tạo ra một luồng gió mới. Tổng giám đốc điều hành của Delta Airlines Inc. F. Martin đã lưu ý vào ngày thứ tư rằng cách làm việc của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ sắp tới đối với nới lỏng quy định có thể là một luồng gió mới, ông nói với các ký giả trước ngày đầu tư của delta rằng tổng thống đắc cử trump đã thề trong chiến dịch tranh cử của mình sẽ xem xét lại quy định và bộ máy quan liêu sau khi chính quyền của tổng thống sắp mãn nhiệm joe biden thông qua một bộ quy tắc nhằm bảo vệ khách hàng bao gồm quy tắc yêu cầu các hãng hàng không tự động hoàn lại tiền cho khách hàng khi họ hủy chuyến bay điều này đã bị ngành hàng không chỉ trích mạnh mẽ vị giám đốc điều hành nhấn mạnh rằng ngành này đã trải qua mức độ vượt quá thẩm quyền trong những năm chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Fast Company của Hoa Kỳ đã ra mắt bình điện EV chạy được 1.000 dặm. Bình điện EV có dung lượng lớn hơn, giúp cho xe điện chạy xa hơn sau một lần charge là kỹ thuật đang được các nhà đầu tư quan tâm đặc biệt. Theo trang mạng tin tức Yahoo.com, một công ty của Hoa Kỳ vừa ra mắt kỹ thuật bình điện EV có thể chạy được 1.000 dặm là 1.600 cây số. Kỹ thuật này được đánh giá là có thể biến đổi cả ngành công nghiệp xe hơi của Hoa Kỳ. Theo Fast Company, một công ty có trụ sở tại Massachusetts, tạo ra loại bình điện EV mới, cung cấp phạm vi di chuyển được 1.000 dặm chỉ với một lần charge. Công ty này có tên là 24M Technologies, tách ra từ MIT vào khoảng năm 2015. Họ đã kết hợp một số kỹ thuật hiện tại, tạo ra loại bình có tính năng vượt trội hơn so với bất cứ loại bình điện nào hiện có trên thị trường của Hoa Kỳ. Bình điện của 24M sử dụng kim loại lithium có mật độ năng lượng cao hơn thay vì lithium ion, một phương pháp mà Fast Company giải thích là hiện chưa được sử dụng rộng rãi vì các vấn đề an toàn. Có vẻ như các vấn đề an toàn đó đã được 24M giải quyết bằng một bộ tách riêng biệt giúp ngăn ngừa cháy nổ. Bình điện này cũng sử dụng chất điện phân nửa rắn giúp giảm nhu cầu về các vật liệu như đồng, nhôm và nhựa. Vì đây là kỹ thuật mới, chưa được các nhà sản xuất xe hơi thử nghiệm, cho nên cần phải mất một thời gian nữa, xe điện mới có thể chạy được 1.000 dặm tại Hoa Kỳ. Bị chó rượt, sư tử núi phải phóng lên cây chờ cảnh sát cứu ở Tustin, California. Theo KTLA, con sư tử núi đang lãng vãng ở khu vực Tustin ngay lúc một gia đình đang thả Daisy là con chó giống Beagle ra ngoài sân chơi. Daisy liền nhận ra bóng dáng con sư tử núi đang đến gần. Dù không biết Daisy làm cách nào, nhưng con chó lại khiến cho con sư tử núi phải phóng lên cây, theo lời của trung sĩ cảnh sát Tustin Jeremy Loris cho biết. Thường thì không có gì lạ khi một con chó nhỏ có thể đuổi một con sư tử hay thậm chí là một con gấu. Một phát ngôn viên Sở Quản lý Cá và Động vật Hoang dã của California CDFW, đã viết trên Facebook. Khu dân cư tọa lạc gần đại lộ Avai Boulevard và đại lộ Holt Avenue, phía bắc đường xe lộ số 5 và phía đông đường xe lộ 55, khi nhà chức trách tới nơi, họ thấy một con sư tử núi, đực còn nhỏ, đang nhảy tút trên cây. Đó là một con sư tử núi gần trưởng thành, CDFW cho biết. Khi một con sư tử núi leo lên cây ở độ cao 25 feet là khoảng 7 m sáu, việc bắt giữ có thể rất khó khăn. CDFW đã giải thích, con sư tử núi đã trúng mũi phi tiêu gây mê đầu tiên, nhưng con vật lại không rơi xuống dụng cụ an toàn mà ngủ gật trên cành cây. Ngay khi các nhân viên cứu hỏa leo lên thang, chuẩn bị kéo con sư tử núi xuống, thì con vật bỗng rơi xuống một cách an toàn. Đoạn phim đã được OCFA đăng tải cho thấy con sư tử núi được kéo ra khỏi khu vực gần gốc cây và chuẩn bị được đưa đi nơi khác. CDFW và nhóm nghiên cứu thuộc Đại học University of California Davis đã đeo vòng cổ gắn dụng cụ định vị GPS và gắn thẻ lên tai của con sư tử núi, sau đó đưa nó đến rặng núi Santa Ana. Như thường lệ, nhóm cứu của CDFW chờ cho tới lúc thấy con vật trúng phi tiêu gây mê hoàn toàn tỉnh táo và chạy vào rừng trước khi hoàn tất nhiệm vụ. Sư tử núi được chỉ định là loài cần được bảo vệ đặc biệt tại California và gần như người dân không lấy làm lạ khi nhìn thấy loài vật này. Vào năm 2022, một con sư tử núi bạo dạng lãng vãng đến trung tâm thương mại ở Irvine phi qua một tiệm làm tóc làm cho khách hàng trốn mắt dõi theo. Cuối cùng con sư tử núi bị bắt lại sau khi bước qua một cánh cửa hé mở để lẻn vào một tòa nhà. Cũng may là con sư tử này là sư tử đực. Chứ mà con sư tử cái thì con chó này không hù được đâu. Anh quốc cắt giảm vũ khí mức độ lớn có thể tiết kiệm được 600 triệu đô la. Trong thông báo tại Quốc hội Anh vào ngày 20 tháng 11, ông John Healy nói quân đội sẽ loại bỏ 5 tàu chiến, 31 trực thăng và phi đội 46 phi cơ không người lái để phục vụ trinh sát, trang Breaking Defense đã đưa tin. Ông Haley cho biết kế hoạch này sẽ giúp cho Anh tiết kiệm 500 triệu bản Anh trong 5 năm tới, đồng thời loại bỏ những thiết bị bị coi là lỗi thời. Tuy nhiên, hành động này vấp phải sự chỉ trích của những nghị sĩ từ đảng đối lập. Những tàu chiến bị ngưng sử dụng bao gồm khinh hạm HMS Northumberland do thiệt hại về mặt cấu trúc khiến cho việc sửa chữa trở nên không có lợi, hai tàu tấn công đổ bộ và hai tàu chở dầu lớp Wave. Ngoài ra, phi đội UAV mang tên Watchkeeper cũng bị cho về hưu do mức chi phí cao, cùng với đó là những tai nạn khi thử nghiệm và vận hành. Watch được đưa vào sử dụng vào năm 2014 nhằm giúp đỡ hoạt động tại Afghanistan, nhưng đã không tham gia thêm hoạt động quân sự nào trong 10 năm qua. 14 trực thăng vận tải hạng nặng CS-47 Chinook và 17 trực thăng đa nhiệm vụ Puma cũng sẽ bị loại. Bộ trưởng Quốc phòng của anh nói thêm, kế hoạch cắt giảm được đông đảo chỉ huy quân đội ủng hộ, sau khi hội ý với các viên chức phụ trách đánh giá chiến lược quốc phòng của Vương quốc Anh, ông Haley nêu rõ chính phủ đã thông báo đến các đồng minh London và tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông Matthew Saville, giám đốc khoa học quân sự tại Viện Các Quân Chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, RUSI, có trụ sở tại London nhận định các phương tiện của quân đội Anh như định loại bỏ, phần lớn cũng đã lỗi thời hoặc đã đến tuổi về hưu. Tuy nhiên việc Bộ Quốc phòng Anh không thể sắp xếp nhân lực cho các đơn vị phương tiện này hay các giảm nhằm tiết kiệm ngân sách không quá lớn trong giai đoạn 5 năm cho thấy nguồn lực hiện tại của Bộ Quốc phòng đang eo hẹp, ông Saville nói. Liên hiệp quốc phản đối Ukraine sử dụng mìn chống người do Hoa Kỳ cung cấp. Nga nói rằng căn cứ hỏa tiễn của Mỹ ở Ba Lan đã được đưa vào danh sách các mục tiêu có thể bị Nga tấn công. Viên chức phương Tây nói rằng Nga không sử dụng ICBM tấn công Ukraine. Các nhà chức trách phương Tây đã phủ nhận cáo buộc trước đó của Ukraine rằng Nga sử dụng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa ICBM để tấn công vào vùng Nipro vào ngày 21 tháng 11. Theo các viên chức, đánh giá này được đưa ra dựa trên phân tích ban đầu và mở ra khả năng kết luận có thể thay đổi. Trước đó, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết sáng ngày 21 tháng 11, Nga thực hiện cuộc tấn công nhắm vào các doanh nghiệp và hạ tầng quan trọng ở thành phố Dnipro bằng nhiều loại hỏa tiễn, trong đó có một hỏa tiễn đàn đạo xuyên lục địa ICBM phóng từ khu vực Astrakhan, phía nam của nước Nga. Lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ 6 hỏa tiễn hành trình KS-101 trong cuộc tấn công, đặc biệt có một ICBM được phóng từ khu vực Astrakhan của Nga, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine đã cho biết. Tuyên bố không nêu rõ loại ICBM và mục tiêu nào, cũng như có gây ra thiệt hại hay không. Theo Reuters, ngày 21 tháng 11, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, tin tức Nga đã sử dụng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa để tấn công Ukraine là rất lo ngại cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi Ukraine sử dụng hỏa tiễn Atax và Storm Shadow của Hoa Kỳ và Anh để tấn công các mục tiêu bên trong của nước Nga trong tuần này. Người phát ngôn văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc Lee Trussell đã nói với RIA Novosti vào ngày thứ Năm rằng Liên Hiệp Quốc phản đối việc Ukraine sử dụng miền chống người do Hoa Kỳ cung cấp các nghĩa vụ của các quốc gia theo công ước năm 1997 về cấm sử dụng, tích trữ sản xuất và chuyển giao miền chống người và về việc phá hủy chúng là hoàn toàn rõ ràng. Cụ thể, một quốc gia tham gia cam kết không bao giờ trong bất cứ trường hợp nào sử dụng miền chống người. Russell cho biết đồng thời nhấn mạnh nhu cầu tất cả các quốc gia phải cố gắng để bảo đảm rằng việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt bao gồm cả vũ khí nguyên tử trở nên bất khả thi và ngăn ngừa các rủi ro của một cuộc chiến rộng lớn hơn người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova cho biết vào ngày thứ năm rằng căn cứ phòng thủ hỏa tiễn mới của hoa kỳ tại ba lan có sức mạnh rõ ràng làm suy yếu nga và căn cứ này đã được đưa vào danh sách các mục tiêu của lực lượng nga xét đến bản chất và mức độ đe dọa các trung tâm quân sự phương Tây như vậy gây ra. Căn cứ phòng thủ hỏa tiễn tại Ba Lan từ lâu đã được đưa vào danh sách các mục tiêu ưu tiên cho các cuộc tấn công nếu cần thiết, có thể giải quyết bằng nhiều loại vũ khí mới nhất. Zakharova cho biết, đồng thời lưu ý rằng việc mở căn cứ này là một bước đi khiêu khích công khai khác trong hàng loạt các hành động gây bất ổn sâu sắc của Mỹ và các đồng minh của họ trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO. Hoa Kỳ đã mở một căn cứ phòng thủ hỏa tiễn đàn đạo có tên Aegis Ashore tại Resikomo, Ba Lan vào ngày 13 tháng 11. Căn cứ này nằm cách biên giới của Nga khoảng 190 cây số. Hãng hàng không Ryanair dọa cắt chuyến bay nếu chính phủ Pháp tăng thuế gấp 3 lần. Theo hãng tin AFP, quyết định này được Ryanair đưa ra trong bối cảnh chính phủ Pháp đang cố gắng cắt giảm khoản thâm hụt ngân sách lớn hơn dự đoán, được biết việc đánh thuế gấp 3 lần đối với vé của phi cơ thương mại và các loại phi cơ tư nhân đang được chính phủ Pháp xem xét để thông qua. Ryanair đang xem xét lại lịch trình các chuyến bay tại Pháp và sẽ cắt giảm 50% các chuyến bay đi và đến tại phi trường khu vực từ tháng 1 năm 2025 nếu chính phủ Pháp thông qua việc đánh thuế gấp 3 lần lên vé của hành khách. Giám đốc thương mại Ryanair Jackson McGuinness đã tuyên bố. Theo ông McGuinness, việc tăng thuế sẽ ảnh hưởng nặng nề nhất đến hành khách sử dụng các phi trường khu vực, cũng như gây thiệt hại cho các phi trường của Pháp Ông nêu rõ Ryanair sẽ lựa chọn các phi trường có chi phí thấp hơn để giúp giảm bớt gánh nặng tài chính trong bối cảnh có sự cạnh tranh mạnh mẽ như các phi trường trong khu vực. Ryanair hiện đang mở các chuyến bay tại 22 phi trường trong khu vực của Pháp. Theo Ryanair, hai phi trường gần thủ đô Paris nhất sẽ không thuộc diện bị dừng hoạt động. Tin tức liên quan tình hình tại Trung Đông Tòa án hình sự quốc tế ICC đã ban hành lệnh truy bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Joab Kalin vào ngày hôm nay thứ Năm. Công tố viên ICC Karim Khan đã nộp đơn xin lệnh bắt giữ vào tháng 5, tuyên bố họ phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người ở Gaza. ICC cho biết họ có căn cứ hợp lý để tin rằng Netanyahu và Gallant phải chịu trách nhiệm hình sự về tội ác chiến tranh là bỏ đói như một phương pháp chiến tranh và các tội ác chống lại loài người là giết người đàn áp và các hành vi vô nhân đạo khác. Tòa án lập luận rằng không thể xác định được nhu cầu quân sự rõ ràng hoặc lý do chính đáng nào khác theo luật nhân đạo quốc tế đối với các hạn chế đối với việc có các hoạt động cứu trợ nhân đạo và rằng hành vi của Netanyahu và Cohen đã tước đi một khối đông dân thường ở Gaza các quyền căn bản của họ, bao gồm quyền được sống và quyền được chăm sóc sức khỏe. Tòa án cũng lưu ý rằng hai người lãnh tụ đã có các biện pháp có sẵn để ngăn chặn những tội ác này nhưng họ đã không sử dụng chúng. Giới chức Israel đã ngay lập tức phản đối và chỉ trích hành động của ICC. Trong tuyên bố chính thức chiều nay, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã nhấn mạnh lệnh bắt giữ của ICC đánh dấu ngày đen tối đối với công lý và loài người. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Israel Amir Ohana khẳng định việc ban hành lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo của Israel là hành vi chà đạp lên công lý, sự thật và quyền tự vệ phổ quát. Công dân Hoa Kỳ trong số 4 người thiệt mạng ở Lào nghi là do ngộ độc rượu. Một người Mỹ, hai người Đan Mạch và một du khách người Úc đã chết sau khi uống rượu nhiễm độc ở Lào, sau khi có báo cáo rằng một số người đã bị bệnh tại một thị trấn nổi tiếng với khách du lịch bụi. Danh tính nạn nhân duy nhất được công bố cho tới nay là Bianca Jones, 19 tuổi, người Úc. Thủ tướng Úc Anthony Albanese vào ngày thứ năm nói với quốc hội rằng Jones đã chết sau khi được di tản khỏi Vientiane, Lào để điều trị tại một bệnh viện của Thái Lan. Bạn của cô cũng 19 tuổi vẫn đang nằm bệnh viện ở Thái Lan. Theo hãng tin AP, Thủ tướng Albanese nói, đây là nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của mọi bậc cha mẹ và là cơn ác mộng mà không ai phải chịu đựng. Chúng tôi cũng dành thời điểm này để nói rằng chúng tôi đang nghĩ đến Holly Bowles, bạn của Bianca, người đang chiến đấu cho sự sống của mình. Sean Bowles đã nói với các ký giả bên ngoài bệnh viện ở Bangkok vào ngày thứ tư rằng con gái ông vẫn trong tình trạng nguy kịch và cần được sự giúp đỡ sự sống. Chúng tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả mọi người ở quê nhà vì tất cả sự ủng hộ và tình yêu mà chúng tôi đang nhận được, ông nói. Truyền thông của Úc cho biết Charles là du khách ngoại quốc thứ tư tử vong sau khi uống rượu nhiễm độc. Bà Chana cảnh sát thành phố Thái Lan nói, bác sĩ khám nghiệm cho cô ấy cho biết là nguyên nhân cái chết là do ngộ độc, methanol, do rượu giả. Lượng methanol trong cơ thể của cô ấy cao dẫn đến sưng não. Rượu giả đang là một vấn đề nghiêm trọng ở Lào. Chính phủ Australia và Anh cảnh báo người dân nên thận trọng khi uống rượu ở Lào. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC, Hoa Kỳ. Methanol là một loại rượu độc hại được sử dụng trong công nghiệp để làm dung môi, thuốc trừ sâu và nguồn nhiên liệu thay thế. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết với AP rằng chính quyền địa phương đang điều tra vụ việc và chịu trách nhiệm cung cấp mọi chi tiết. Bộ Ngoại giao cũng lưu ý Hoa Kỳ đang cung cấp giúp đỡ về lãnh sự. Tôi muốn nói với các bậc cha mẹ, những người trẻ, hãy nói về những rủi ro, hãy tự tìm hiểu, hãy cùng nhau cộng tác để bảo đảm thảm kịch này không xảy ra nữa. Ngoại trưởng Australia Penny Wong nói sau khi nhận được tin về cái chết của Jones. Trung Quốc chạy đua tích trữ chip từ Mỹ trước khi tổng thống đắc cử Donald Trump gia tăng lệnh trừng phạt Trung Quốc đang cố gắng đẩy nhanh sự tích trữ vi mạch từ Hoa Kỳ khi tìm cách phòng ngừa các làn sóng trừng phạt từ chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Nhu cầu của Trung Quốc đối với chất vi mạch của Hoa Kỳ đã tăng vọt trong những tháng gần đây, với lượng mua đạt 1,11 tỷ đô la vào tháng 10, tăng 60% so với cùng kỳ của năm ngoái, theo dữ liệu quan thuế vừa công bố. Trong 10 tháng đầu năm, Trung Quốc nhập cản 9,61 tỷ đô la, vi mạch từ Hoa Kỳ, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ tháng 6, lượng chip mua hàng tháng của Trung Quốc từ Hoa Kỳ đã quá 1 tỷ đô la. Trung Quốc đã gia tăng nhập cản chip và máy móc sản xuất chip để chuẩn bị cho lệnh trừng phạt chip của Hoa Kỳ có thể gia tăng. Lian Yan, giáo sư kinh tế tại Đại học Willamette ở tiểu bang Oregon của Hoa Kỳ đã cho biết. Trong số 9 loại vi mạch nhập cản từ Mỹ, Trung Quốc chủ yếu tập trung vào việc mua bộ xử lý và bộ điều khiển trên CPU, cũng như chip để lưu trữ và khuếch đại tín hiệu. Trung Quốc tiếp tục phải đối mặt với các thách thức trong việc phát triển các loại chip tân tiến. Theo bản tin của Bloomberg, Huawei vẫn đang dựa trên kiến trúc 7 nanomet lỗi thời cho hai bộ xử lý Ascend tiếp theo của mình vì các hạn chế về kỹ thuật Mỹ ngăn cản gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc có được các máy quan khắc tân tiến hơn. Tin Việt Nam, Cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị phạt cảnh cáo. Cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị bệnh nên chưa xét xử. Bản tin trong nước được dẫn lại rằng Bộ Chính trị theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành luật cảnh cáo các đồng chí Vương Đình Huệ, Nguyễn Văn Thể chưa xem xét giải quyết kỷ luật đồng chí Võ Văn Thưởng đang điều trị bệnh. Cũng trong bản tin về phiên họp của những đảng viên vi phạm lỗi, bộ chính trị còn khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí phạm văn vọng là nguyên bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc đồng thời nguyễn văn thể là nguyên bộ trưởng cũng bị cảnh cáo như ông vương đình huệ hầu hết các đảng viên lớn nhỏ của việt nam bị kỷ luật đều dính đến tham nhũng hiện chưa thấy báo chí đưa tin về việc ông võ văn thưởng sau khi ông mất ghế chủ tịch nước hồi đầu tháng ba năm nay sau những cuộc điều tra về tham nhũng, hiện được biết rằng ông đang bị bệnh nhưng chưa biết bệnh nghiêm trọng đến mức độ như thế nào. Ông Võ Văn Thưởng, 54 tuổi, được đưa lên ghế chủ tịch nước từ ngày 2 tháng 3 năm 2023, thay thế cho ông Nguyễn Xuân Phúc xin từ chức. Việc từ chức của ông Phúc có liên quan đến các vụ án trong những chuyến bay giải cứu khi xảy ra đại dịch COVID-19 cũng liên quan đến đại dịch này là đại án kích xét nghiệm COVID-19 dởm được công ty Việt Á bơm giá và các viên chức khắp nơi đã bị ảnh hưởng. Tin tức cũng cho biết ông Thưởng xin từ chức vì bị ban kiểm tra trung ương đảng xét thấy ông vi phạm những điều cấm kỵ mà đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ gây dư luận xấu ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước. Cho đến thời gian gần đây được biết rõ hơn, ông có liên quan tham nhũng khi còn làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, ăn hối lộ của tập đoàn Phúc Sơn. Các trạng không nêu rõ, nhưng chỉ được biết rằng ông Huệ khi làm chủ tịch Quốc hội đã vi phạm quy định của Đảng, nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định của những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và nhà nước. Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 4 vừa qua, Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội và cũng là trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, bị cơ quan điều tra bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi do liên quan đến vụ án tập đoàn Thuận An. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. chào Bảo Lộc và Hồng Loan. Tôi muốn tìm Tông Viết Lân trước tháng 5 năm 1975 là sinh viên sĩ quan khóa 10 Học viện Cảnh sát Quốc gia tại Thủ Đức, Sài Gòn, Việt Nam, sinh trưởng ở Trùi Huế. Và người thứ hai tôi muốn tìm là Trương Minh Tuệ, khóa 10 năm 1974, Học viện Cảnh sát Quốc gia Thủ Đức, Sài Gòn, Việt Nam, tháng 5 năm 1975 đã về Vũng Tàu. Nếu hai bạn có nghe tin này, xin hãy vui lòng liên lạc với Hồ Phước Tấn qua số điện thoại 956 408 0965. Xin chân thành cảm ơn. Bảo Lộc xin được đọc lại số điện thoại của chú Hồ Phước Tấn là 956 408 0965. Lộc và Hồng Loan cảm ơn quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều lẽ quá mới thấy đầu tuần mình thấy cuối tuần tiếp tục rồi lo ơi thời gian nhanh thiệt nhanh quá ha ừ, tuần sau là Thanksgiving rồi ừ. cho nên chiều ngày mai thứ sáu vào lúc 6 giờ giờ California tam ca bất chấp bao gồm Bảo Lộc Hồng Loan và JD sẽ gửi đến quý vị một chương trình live stream với chủ đề tạ ơn xin quý vị hãy gửi lời yêu cầu để tam ca bất chấp có thể gửi những bài hát để tạ ơn quý vị sắp tới ngày lễ tạ ơn rồi Loan sao ngày lễ tạ ơn là cái ngày Black Friday. ồ oh, wow. <laughs> mày mong gì cười, gì nhìn. shop online. shop online. ngày xưa thì thức nguyên uh, đêm để mà get like, uh, shop hàng để mà mình vô, mình mua những cái món hàng nhiều khi rẻ ba chục phần trăm, phần trăm. có có những món hàng cái tivi mua có chừng trăm mấy đô la thôi, rất là rẻ. bây giờ không cần nữa chỉ là online canh thôi. <laughs> Rồi ngày giờ muốn làm gì đây? Kể chuyện vui đi bảo là Vui rồi đó. Nói gì vui? Sắp bên tốn tiền vui gì? <laughs> chuyện chơi vui mà. Một câu chuyện được sự giúp đỡ, thì cô vợ thức giấc vào lúc nửa khuya, mà không thấy ông chồng nằm kế bên, cô vợ liền khoác giỏi cái áo choàng, bước xuống lầu đi tìm chồng. Bất chợt bà phát hiện ra ông đang ngồi ở một góc bàn, giữa một ly cà phê còn bốc khói vẻ mặt đâm chiêu buồn buồn nhìn vào bức tường thấy ông quẹt nước mắt bà mà lên gần mà hỏi ồ anh ơi có chuyện gì vậy anh sao tự nhiên xuống đây có chuyện gì nói với em nghe đi ông chồng không nhìn bà vợ chỉ nhìn vào ly cà phê và nói em em có biết ngày hôm nay là kỷ niệm 30 năm của tụi mình không bây giờ không tin được không tin được là ông chồng nhớ dai đến mức độ như vậy. Tự nhiên, cũng xúc động theo ông chồng, khóc theo. Ưa, em nhớ. Ông chồng nói tiếp. Em còn nhớ. Cách đây 30 năm, mình bắt đầu hẹn hò. Lúc đó, anh 18 tuổi, em 16 tuổi. Em có nhớ không? Cô vợ, trời ơi, nghe tới đây là không thể nào mà kiềm chế được. Nước mắt tràn trụ ra thôi được ông chồng mình thương mình quá Em nhớ chứ anh Em nhớ Ông chồng nói tiếp Em còn nhớ lúc mà ba của em Bắt quả tang anh Ở trong phòng của em không Người vợ e thẹn Ngồi kế bên chồng và nói Dạ Em nhớ anh ơi Người chồng tiếp tục Vậy em có nhớ Ba của em đã dí dao vô cổ của anh Và la lớn lên Một là mày lấy con gái của tao. Hai là tao cho mày vô tù 30 năm mày muốn cái nào. <laughs> Trời ơi em nhớ anh ơi. Vậy lúc đó anh biết là chắc chắn, chắc chắn là anh chọn em. Thì đó. Em biết không. Lẽ ra ngày hôm nay là ngày anh được ra tù rồi. 30 năm rồi hả? Ừ, hả? Đáng lẽ ra tù rồi. Ủa vậy nói về ở tù sướng hơn hả? Ai biết, ở tù còn có thời hạn, còn cái vụ này thì vô hạn. Trung thân. <laughs> vô thời hạn. Chưa chắc Bảo Lộc ơi. Hả? Chưa chắc. Phải không? Tùy chọn lựa của mình thôi. Ai biết đâu. Đâu ai ép. Cái này chuyện vui mình luôn. <laughs> Cảm ơn Jean đã giúp đỡ cho câu chuyện vui ngày hôm nay. Ok, ngày hôm nay Lộc Long kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.